Quả thật dâng lên đắng xa, quả thật dâng lên lòng tin bán thịt như chưa tiền về. Thiên tiên cũng thịnh người đệ nhất đi thiên tiên, tặng phòng xe thắng như xe loạn về. Vân cát thôn quê đất phủ dày, vân cát đi thôn quê nhà cài chân lối lối xa nhiệt pháp rơi mất mân sư phật hại người thất sao văn tùy sư tư tương vân thành y phương mân sư phật hiện toàn vật nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma thành ra để nhị địa tiên ma cũng thử mời để nhị địa tiên thích sư hiện thay như sóng tiền sóng lòng xưa nhà sắc khác thường ngày dung nhà sắc nghi khác thường dáng danh đòi đồ đi về vương vô mình chiến đàn hải ngàn ưu nhiệt mình vươn ra du từ đất thanh lương chín đông kim cương lên xuống biển thấp nằm hương vân cái bồ tát ma tát nằm hương vân cái bồ tát ma tát nằm hương vân cái bồ tát ma tát để tam thánh tiên cũng thỉnh mời để tam thánh nghe thiên xích lân lòng nữ từ miền thoại sớm đến loạn phòng người tình duyên sớm đến đi loạn phòng thảo thái tiểu thiếp mi đẹp lòng lòng sinh hoang sớm định định hương sư tuệ giải thoát giải thoát chi kiến vân đặc biệt giới gia thập phương vô lượng phật đàn đại biệt lưu phật bảo định chúng sinh đàn trần chúng sinh ra hướng yên nhiễm lưu liên hệ đồng chư phật bồ tát hạ thiên cung thành sơn la nam thủ nhân gian cung nam mô hương ứng giang bồ tát ma tát nam mô hương ứng giang bồ tát ma tát nam mô hương ứng dòng nhà khai quang thật kỳ diệu hằng quang sư đàn duyên ngã thích tăng cường giang kim tâm thầy hãy mê tin sư vương các bạn thật giả lâm tư bi lâm bất chúng sinh vô tà kim liên hệ hoài hoàng sinh ta đã sinh thật ra hồi cùng có lệnh truyền ra đức thánh ngâm ngân có lệnh truyền ra các quan thị lộ tục là sư linh anh không xem mắt nghi tung hoành mọi nơi hiền đi nam bắc từ vương a
đắng điều qua hòa thiên tích mệnh nam bằng y không đầu thank you.
một một kéo đi đường đường chính chính đi đi từ đường nào thành ra hồi tu đời giờ thì mở mang nam hải đức ông để làm dòng dõi kim gì sắp sắp đi lâu phải sắp mãi chi kỳ đã hay hoa khắc khắc lại đi phải sập phong tại vườn an tâm thân trước vấn nghề thanh xa người đi hoa hại người thân đi đưa vô đệ nhất đi đất bà vườn là đất đất sập hoài hoài ngọc diệp xanh xanh vô nhất kim chi ngọc diệp đi xanh xanh tháng sư nhất phẩm đi tuyển hành ai hoa tên gọi đại hoàng tứ vương cô đôi tên gọi đại hoàng anh linh chứng trường đạp đạp ai đi thành ra hồi cung cung cửa sốt tờ mờ nhãn xông ra cửa sốt vẫn tờ mờ có thòng cô bé lực lờ đứng xa đi lạnh ra hồi cung đêm thơ đâu bé lấp ở hương đông đông để thơ cao ngất đi quay về để thơ đông đông thành ra hồi cung phật nhân nguyện đêm nay soi tỏ tiên số tháp rực rỡ càn khôn đã bọc đường nguồn số đã bọc đi lâu nguyện thiên nhiên khéo tạo tháp đường xiết bao sông đà nước chảy chảy dì dào đến tay những thác ngang bờ
sinh nhờ hữu tình dòng sông suối các ngả bước nhau du biển cả non cao trời vừa đi hương đập vào phố xò chữ thanh tòng mình tình đức quyên đi để con khuyên bằng tâu quỳ Thank you.
đi đồi ngư thuyền đọc đọc bóng bóng ba buôn chuồng để văn bản chiều hồ ý à thân gia người tình cảnh cao băng nghi rừng xanh ngắt ngắt đi tiểu thư đàn chúc mọc đi sinh bay đường vào dùng điểm mẹ thắng nghi dòng dòng đi về tuyên bình hiền tích bàn lên thank you.
lòng sâu chẳng thành gió mát bên đầu hoa ta sương rằng có quả ngàn hoa sương mây vẫn núi chiều mà mây trôi thank you.
không hiểu võ lượng bạn đang đặt lệnh truyền và có đôi hà sớm dâng lên thương là văn sớm dâng lên con về tông mới xếp tiền cho trừ về đôi chữ cha dịch
tiếng võ nước bang đã đàn lịch truyền văn võ ơi hàng thiên đình bản mã hàng hà kéo sang lệnh truyền thiên độ bản thơ văn văn sớ dựng lên thương làng văn sớ dựng lên trịnh quang giám sát chú phi danh danh chú phi nhìn tráng sinh du lịch đi
khắp đường phương ấy. Tuần thu sông thường có phen, tuần thu sông thường đi trở về tỉnh Bắc đông giang lùng lùng đầu. Tông đức nghi
quang thần thần đệ tử rơi vỡ tiếng văn văn đàn dẫn đi sự tích nghi để tăng đi hoàng tháng tử Thank you.
xa thăng tích nhìn thường đàn thân để thực đích trung quân quả để ta lọc phép không ai bị linh tuyên vua bác hải ngài kiếm chỉ các quà trong sáng ta có kiểu trở về vòng bãi tiêu quan về đồ quốc tha dân an khấm đi thường đế vua bằng số sinh số tử liệt hạng tài chỗ phê đủ mọi bề tài kiến chi văn võ trong năm bách thần nào có nhường ai lượng đi thao thao lượng toàn tài tinh thần ta tứ phụ nào ai sáng bị lịch lịch còn đi lịch lịch còn đi để lành lành sang thăng thăng tích đi thượng đẳng thần thượng đích đi xung quân quá quá để tam lâm phép phép không ai bị lịch tuyển vương bát hải ngài kiếm chi các tòa chỉ sang tâm rồi ngoài tâm sờ bắt vân hồng vang 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 nam minh người có vua thoại quốc đồng đồng đinh để tam thái tử giáng sinh nơi đình đức đức vô vẻ công ống minh minh hòa mang bẩm sinh thành hành tư tư chất chất lòng lòng nhà thì mời thái tử để tam dương diện mạo dọc dòng nhan khác thường cầm thuyền giúp chúa hóa phép màu ơi tu tôi linh lệnh nhi truyền thủy bộ chư binh chỉnh tề đại sát lên trời miền trần gian thank you.
khí. Chuyện quân đi lấy ngọc lưu ly, đông đông dân nước phép thì ai đáng. Qua đằng sáng, qua đằng sáng, sông tha sông cả, kéo quân về đất ngã ba tranh. Khi xưa ta đã hát tập tay bay thì ngâm phú vịnh đàn tranh nghi trên đời. Thank you.
lì xin các hoan tạ văn yêu võ nữ bang đang đàn lịch xin văn võ đôi hàng thiên đình văn mã hăng hà kéo sang lịch xin thiên đội vàng thơ
giang uy linh trước đảo sông tình. Sau ngày chung chắc như bà tình phê thầy giang uy chân thầy biết tay. Cho phủ nước trời
sông tranh. Còn đó công người hay còn vang khắp bốn phương xa gần đều biên quan lớn tuần này đã xây thần cung muốn đi dân đâu đó phùng vừa ninh ra thiết lập là ngôi đền thờ tuần tuần trai trai cảnh ngang thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt đặt bay từ cổ sinh lai bao nghi phen xếp nhập trang đài đào lan quê Huế xuống vầy xưa ta bồ tiên nàng xa tay về quê quang dạo chơi thành thị hồ tiên ba ngàn thế giới chư tiên tiên quan đến khắp miền đông tây sinh văn võ toàn tài quan tuân lịch sử chỉ trai anh hùng đến cung này giữ việc thoại cung đôi lệnh kiếm trùng ngài tế độ sinh nhân ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân điều hòa một vị nguyên gia phúc trừ tài đồng gia đi từ ai ai cũng thịnh cường hai con nguyện cho phương ba trăm đường tiền tài lưu lát bạc vàng để đa nguyện thứ ba danh hầu đặng đặng lễ thành thành đông có đường phú quý sang giờ bốn đi nguyện đường sống dài lâu năm năm nguyện để tới đường phúc lâu lâu sầu bền sáu nguyện quả chắc chắn ra bàn đền khuôn phù để từ đời đời vinh hoa bảy nguyện phúc đặng hà sa bao nhiêu hàn ách ách tông tông xa hài coi ta đi nguyện cho già trẻ gan trai đồng đồng gia đệ tử lộc lộc tài hoa ngân chín nguyện gia phúc phúc liêu ân đồ cho đệ tử được mười phân phân vẹn mười đồ cho đến nguyện thứ mười con sau sau nỗi đời vinh hoa chữ dòng toàn gian liều ân khuôn phù để từ đường tiên sân sân họ trường tạo hóa sinh đi tạo hóa sinh đôi lần hiền thanh phò an du vương ngài giết giặc triều ta dòng sông tranh phát khúc khai hoàn ca tỳ tùng
thành tích gần xa lấy lưng. Tình chẳng cứ nên duyên chi hồ, hay đâu còn móc nở ba sinh. Tin đưa cần gấp lan truyền, quan quân tầm đã khắp miền sông tranh. Quân tìm nhà hiếu phúc, cảm thương người trong lúc lạnh thân. Tháng hai giữa tiết đi trùng tuần, thơ lòng long lá mộng thần ưng ngay. Tình giấc mộng mơ ngay sự lạ, đôi lòng xa từ cửa đôi bên. Lòng xa kỳ dị thảo hiền, từ khi xuất hiện vui thế cửa nhà. Tám nguyệt hạ kế ba tầng diệt, thương giác hiền không biết tính sao. Khó khăn nấu cùng tính liệu, ông bà long lăng sớm chiều đông tây. Bông bồng người ta bay và rủi, hai ông bà mắc tội cửa công. Lạnh yên sắp sớt đừng đừng đừng, tổ gà người gian không dùng tội này. Đồng định con vua sang bát hải, đồng định đến sông hôm mai vui vẻ đến sông ngày xưa phụ tía lầu hồng vào sông sương sầu lang qua khắp khắp nơi. Anh đang ngang sông mang bát hải, đồng định con vua sang bát hải, đồng định tôn quan điều thất uy linh khác thường. Sông im trang nghi nghi tế độ tài đồ lo văn võ an qua. Sầu trần vua cha đến ngày, sầu trần vua cha sắp phong là tướng quốc xa y cầm quyền. Thank you.
truyền pháp hoa tả văn hiến võ nữ ban đã đạt lệnh truyền văn võ hơi hằng kỳ diệu khai quang xin giang diệt mã thích tăng thượng giang kim phủ hoàng mông cận thánh đi điện trung vương trần nên nàng thiên nên hạ nghi hạ sùng tu
cờ rượu khai quan chiếu từ chủ nga tinh đẳng cung giảng kim ngọc hoàng thần thần thanh chúa thiên trung vương cao lăng thật giả không tư bi lân lân chúng sinh vô mã kim linh thì sóng nhạc thật kỳ diệu khai quang siêu đại duyên sóng dưới từ phù cửa đến tuyên sâu coi sóc bộ hầu nàng tiên dòng dòng chơi dòng chơi ba sáu cửa ngàn sớm khuya vui vẻ đêm đi dòng dòng ngày chơi phủ tiếng lâu hồng vào ra sổ băng băng la tuyển sầu coi sóc sóc thanh hồi hồ tiếng thanh